Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bunpet. Mình là Hezi và đây là kênh YouTube mình chia sẻ những kinh nghiệm về việc nuôi thỏ cũng như cuộc sống ở Mỹ của mình với hai em thỏ là Belly và Bingy. Trước khi vào video ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi đến kênh của mình. Thời gian qua thì mình cũng đã làm được khá là nhiều video và khá đầy đủ những cái kiến thức cơ bản về việc nuôi thỏ rồi. Nếu như mọi người vẫn còn thắc mắc thì các bạn hãy vào phần mô tả bên dưới và mình có hai cái danh sách mà các bạn cần xem. Một cái danh sách là những cái kiến thức chung chung trước khi mà các bạn mua thỏ và một cái danh sách là để hướng dẫn mọi người cách chăm sóc thỏ chi tiết. Nếu như mọi người vẫn còn thắc mắc về những cái sản phẩm mình dùng trong video thì mọi người có thể vào cái website bunpetty.com để xem những cái link sản phẩm mà mình đã để sẵn ở trong đó. Có nhiều bạn nói với mình là không tìm được các cái khay vệ sinh giống như mình bên Mỹ. Chính vì thế cho nên là mình đã vào những cái trang thương mại điện tử của Việt Nam để tìm cho các bạn những cái link mà nó có bán những cái sản phẩm tương tự như vậy. Và nếu như mọi người đang ở nước ngoài thì mình cũng post sẵn cái link Amazon ở trên trang web bunpetty.com. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể lên đó xem nhé. Còn nếu như mọi người vẫn còn nhiều thắc mắc khác thì các bạn có thể liên lạc với mình qua cái form Google mình để bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể up ảnh và đặt câu hỏi ở đó. Ngoài ra thì tất cả các bạn yêu quý Bingy và Belly thì các bạn có thể theo dõi Instagram của mình và Facebook của mình tại tài khoản Bunpetty. Mình đã không còn đăng video ngắn ở trên YouTube nữa mà mình chuyển qua hẳn Instagram và Facebook rồi. Mọi người nhớ theo dõi nhé. Trong video hôm nay thì mình sẽ tổng kết lại với mọi người những cái mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời của một bé thỏ. Và cái video này cũng trả lời rất là nhiều các cái câu hỏi về việc từng bước nuôi thỏ như thế nào, đến mấy tuổi thì được ăn gì và mấy tuổi thì phải tiêm phòng. Trước khi mà chúng ta mua thỏ về thì các bạn nhớ là phải chuẩn bị sẵn thức ăn và đầy đủ dụng cụ trước, cũng như là tìm hiểu các cái thông tin cơ bản về thỏ để khi mà chúng ta đón em thỏ về thì chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ cũng như là không bị thiếu thốn cái gì cả. Để biết là mọi người phải chuẩn bị những cái gì trước khi đón thỏ về thì mình đã làm một cái video và mình sẽ link nó ở đây để mọi người có thể tham khảo. Đây Bingy. Cho Bingy một cái này. Ôi, your belly still. Từ 0 tháng tuổi đến 2 tháng tuổi thì các bé vừa mới sinh ra và chưa có đủ lông đủ cánh. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải chú ý để cho các bé nằm cùng với đàn, nằm cùng với mẹ. Và mình cũng giữ cái nhiệt độ phòng từ 28 đến 30 độ. Khi các bé thỏ từ 2 tháng tuổi đổ xuống thì các bé sẽ được bú sữa mẹ. Và nếu như mà các bạn không có sữa thỏ thì các bạn có thể dùng sữa dê, nhưng mà không nên dùng sữa bò nha mọi người. Khi các bé được 2 đến 3 tuần thì chúng ta có thể cho các bé uống thuốc cầu trùng. Và trên 1 tháng thì chúng ta sẽ tiêm vaccine bại huyết. Cái bệnh bại huyết là do virus gây ra. Nếu như mà nhiễm phải thì các bé thỏ sẽ bị chảy máu mũi và chết rất là nhanh. Mà mọi người biết rồi ấy, những cái bệnh mà do virus gây ra thì sẽ không có cái thuốc chữa và cũng không thể uống kháng sinh để chữa được. Cho nên nếu như chẳng may mà mắc phải bệnh này thì là không thể cứu được. Chính vì thế cho nên là chúng ta càng tiêm vaccine sớm bao nhiêu thì càng bảo vệ bé thỏ của mình tốt bấy nhiêu. Thế nhưng nếu như mà ai không có điều kiện để tiêm vaccine thì chúng ta phải rất là cẩn thận, không cho thỏ của mình đi gặp những cái bé thỏ khác. Hoặc là nếu như chúng ta đi bế các bé thỏ khác mà chưa tiêm vaccine thì về nhà chúng ta phải rửa tay sạch sẽ trước khi chạm vào thỏ của mình. Sau 1 tháng rưỡi thì chúng ta có thể tập cho thỏ ăn cỏ và cai sữa dần. Và khi mà chuyển từ bú mẹ sang uống nước thì chúng ta cũng có thể làm nước hơi ấm một chút để cho các bé thỏ quen với cái việc đấy hơn. Từ 2 đến 4 tháng tuổi thì các bé thỏ sẽ ăn cỏ và ăn hạt alfalfa. Mọi người chú ý là cái khoảng thời gian chuyển tiếp từ bú sữa mẹ sang ăn cỏ nó rất là khó khăn. Và chúng ta đặc biệt không nên cho các bé ăn những cái loại như là rau và đồ ăn vặt. Những cái đồ mà nó còn lạ lẫm với dạ dày ở thời điểm này thì nó sẽ làm cho các bé bị đi ngoài. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cho các bé ăn cỏ và uống thật nhiều nước. Như mình đã nói ở các video trước
thì ở thời điểm này các bé rất là cần canxi ở trong cái cỏ alfalfa hay để phát triển xương. Khi mà các bé thỏ còn nhỏ thì chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận và dễ dàng làm thân với các bé hơn, cũng như là tập cho các bé đi vệ sinh đúng chỗ. Và từ 3 tháng tuổi là các bé sẽ có những cái biểu hiện của tuổi dậy thì, ví dụ như là ăn nhiều này, chạy nhảy nhiều, bắt đầu có những cái tính sở hữu, ví dụ như là muốn tè lên những cái đồ vật mà không có mùi của mình, và bắt đầu biết đánh nhau với những cái bạn khác ở trong đàn. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải đặc biệt chú ý và tách đàn sớm. Và ở cái tháng thứ 3, thứ 4 này thì cái nước tiểu của các bé thỏ bắt đầu có mùi khó chịu bởi vì nó có lẫn một cái dịch ở trong đấy. Nhưng mà mọi người đừng lo lắng, tại vì khi mà chúng ta triệt sản thỏ xong rồi thì nó sẽ không còn cái mùi đấy nữa. Và các bạn hoàn toàn có thể tắm cho các bé ở cái tháng thứ 3 này trở đi. Thời điểm này thì lông cánh của các bé mọc đã đầy đủ rồi, chính vì thế cho nên là chúng ta có thể để cho các bé ở trong phòng nhiệt độ thấp hơn 28 độ. Khoảng thời gian từ 4 tháng tuổi tới 6 tháng tuổi là một cái khoảng thời gian khó khăn nhất khi mà các bạn nuôi thỏ. Trong cái quãng thời gian này thì chúng nó sẽ thường xuyên tè lung tung, cắn đồ đạc, rất nghịch ngợm và có thể nhảy lên mọi thứ, trèo lên mọi thứ. Nếu như mọi người thấy là nhà mình hôi hoặc là nước tiểu của nó hôi thì mọi người hãy cố gắng chịu đựng nha. Tại vì cái thời điểm này nó phải như vậy. Và tại cái thời điểm này thì nếu như mà thỏ của chúng ta không được tách ra thì nó có thể mang bầu. Và khi mà mang bầu ở cái tuổi quá trẻ như này thì nó cũng không hề tốt cho sức khỏe. Chính vì thế cho nên chúng ta phải đặc biệt chú ý là để tách đàn. Ngày trước khi mà Bingy được 4 đến 6 tháng tuổi thì mình phải đi làm rất là nhiều. Và khi mình về đến nhà thì lúc nào mình cũng thấy là nó đã phá chuồng ra và chạy ra ngoài chơi hết rồi. Kể từ 4 tháng trở đi là các bạn có thể tập cho các bé ăn dặm rau xanh, nhưng mà không cần thiết là phải cho ăn mỗi ngày. Và nếu như mà các bạn muốn cho các bé ăn những cái đồ ăn vặt thì chúng ta có thể bắt đầu với những cái loại hoa quả tươi và các cái loại hoa quả sấy khô, nhưng mà không nên cho ăn nhiều đường. Khi mà thỏ được 5 tháng tuổi thì nó sẽ bắt đầu thay lông máu. Và sau khi mà thay lông máu thì có thể cái màu lông cơ bản nó sẽ bị thay đổi. Ví dụ như Bingy nhà mình ngày xưa nó màu vàng nhạt, thế nhưng mà sau lần thay lông đầu tiên thì nó đã thành màu nâu. Còn Belly thì nó màu đen rất là đậm và bóng, nhưng mà sau lần thay lông đầu tiên thì nó lại trở thành một cái màu hơi xám một chút, không có quá đen. Cái khoảng thời gian này thì nhìn thỏ sẽ rất là xấu xí, tại vì lông nó rụng theo từng mảng, và có cái mảng nó ngắn hơn, có mảng dài hơn, và cái màu lông thì nó thành từng cái đoạn khác nhau. Nếu như mà các bạn chải lông cho nó mỗi ngày thì nhìn nó cũng đỡ xấu hơn một tí, với lại nó cũng đỡ bị rụng lông nhiều ra nhà. Sau 6 tháng thì chúng ta có thể đưa thỏ nhà mình đi triệt sản được rồi. Sau khi mà triệt sản xong thì cái hormone nó sẽ giảm xuống và nó sẽ rất là ngoan. Có nhiều bạn hỏi mình là nếu như mà không triệt sản thì có được không? Đối với những em thỏ cái khi mà không triệt sản thì đến năm thứ 3 nó có thể bị bệnh ung thư. Và thường có những cái em thỏ cái mà chưa được triệt sản từ sớm ấy, thì khi mà lớn lên các em ấy sẽ bị một cái cục mỡ ở cổ, cũng như là da ở cổ nó sẽ trùng xuống, và cái việc đấy để làm cho chúng nó có thể dễ dàng để nhổ lông cổ của mình để làm tổ cho cái việc sinh sản. Nếu như mọi người không muốn thỏ của mình nhìn như vậy thì chúng ta nên triệt sản từ sớm. Thế nhưng mà nếu như mà có cái ở cổ đấy thì nó cũng không sao, nó là một cái điều rất là tự nhiên thôi. Còn đối với con đực hay là con cái thì việc không triệt sản cũng làm cho cái tính cách của nó dữ hơn này, và nó thường có tính sở hữu cao, cũng như là thường hay đi tè, đi ị để đánh dấu lãnh thổ. Khi mà chúng ta không triệt sản thì nó sẽ cực kỳ khó để cho các em ấy có thể ngoan ngoãn đi vệ sinh đúng chỗ và không có mùi hôi. Khi đã hơn 6 tháng, tức là đã đến tuổi trưởng thành rồi, thì chúng ta nên có một cái lịch đi khám hàng năm cho các bé thỏ để tiêm vaccine. Chúng ta nên tiêm nhắc lại bệnh bại huyết vào mỗi năm, cũng như là khám tổng quát vào mỗi năm, để chắc chắn là các bé thỏ không hề bị bệnh thận, không hề bị béo phì và cũng không hề bị bệnh gì về đường máu cả. Và từ sau 6 tháng trở đi thì chúng ta sẽ không cho thỏ ăn cỏ alfalfa hay nữa, bởi vì như vậy sẽ dễ bị thừa canxi và gây hại thận. Chúng ta sẽ chuyển sang cỏ Timothy hay. Trong cỏ Timothy hay thì nó chỉ có mỗi chất xơ thôi. Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ
phải bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất bằng cách ăn từ 3 đến 5 loại rau một ngày. Và mọi người nhớ cho các bé thỏ được chơi ở bên ngoài cái chuồng từ 6 đến 8 tiếng một ngày để chắc chắn là cái đường ruột của các bé và cái đường tiêu hóa nó được hoạt động ổn định. Và thỏ là một cái loài mà nó không chịu được cô đơn, chính vì thế cho nên là nếu mà chúng ta có rất bận rộn thì chúng ta cũng phải có một cái con thỏ nữa để làm bạn và luôn luôn bên cạnh. Còn nếu như mà mọi người chỉ nuôi một con thỏ thôi thì mọi người hãy dành nhiều thời gian chơi với bé nhé. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này của mình. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 tuần sau. Bye!